Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft siêu bí kíp luyện đồng. Sau một đêm thì Bone Knapper vẫn còn ngủ khò khò cả. Không hiểu luôn. Ui, trời. Con này không được. Con này, zombie không giữ nè. Angry zombie. Angry nè. Ui, hôm qua là một đêm trăng máu mà tới bây giờ nó vẫn còn dư âm lại nè. Sợ thiệt. À đằng kia có con say kìa. Say hả, nhìn không? Nhìn nè, ai cho dịch? Ai cho nhìn? Nhìn cái là 5000 đấy. Rồi cưỡi Bone Knapper đi đâu nè. Tại vì đêm trăng máu các thứ nên phải dừng chân là một lúc á. Đi là hơi toan đấy. Rồi. Và coi nào. Hiện tại thì mình đang trên đường đi tìm những cái quả trứng rồng mới á, nhưng có vẻ là khá là no hope luôn. Đi 2-3 đêm rồi mà chưa thấy trứng rồng nữa hết. Toàn là những cái trứng rồng mà mình đã từng sở hữu rồi á. Nên cũng khá là xui cà na ha. Rồi bên đây là cái tổ rồng gì đây? Ồ, đây là tổ rồng. À, cái này là tổ rồng Storm Cutter. Nhưng mà ở nhà mình chưa có cái trứng dư á, nên mình sẽ lượm thêm một cái trứng á. Trong tương lai mình còn định xây một cái căn phòng sưu tập trứng rồng nữa. Nên bây giờ mình sẽ thu gom lại những cái trứng rồng mà mình từng sở hữu ha. Ui dạ. Kỳ đêm, chưa tỉnh ngủ à? Bone Knapper chưa tỉnh ngủ nữa. Trời ơi, hôm nay cho em thể hiện mà. Em làm gì là chết. Ê khoan, các bạn ơi. Ở đây có người đền gì nè. Rồi ngồi yên đi em. Ở đây mình phát hiện có ngôi đền mà nó có những cái gạch nhung nham các thứ nữa. Fury Anvil. À tức là đây là cái đè. Wow. Cái đè Fury nè. Ở phía sau là cái tượng Night Fury. Ồ chuẩn luôn. Ồ giờ mình mới để ý nè, cái này là cái. À Hiểu luôn. Cái này lấy được không ta? Ui sao nó để ở đây là không lấy được hả? Hình như cái này không có lấy về được. Vậy thì có trứng rồng Night Fury ở đây không? Để mình đi vòng vòng đây coi, mình coi có cái trứng rồng không nha. Không có rồi. Nếu mà ở đây không có thì mình nghĩ cũng có thể ở dưới. Đi xuống dưới thôi. Ờ, dưới này cũng không có luôn. Tiếc vậy nhờ. Nè, cái đe thì mình đập nó không có bể nè. Cái phía sau cũng vậy luôn. Có vẻ đây là một cái chỗ để mình chế tạo một cái gì đó từ cái đe nè. Chỗ này mình phải làm dấu lại thiệt là kỹ nha. Tại vì không dễ mà gặp được chỗ này đâu. Để mình lên trên nữa. Tại vì phía trên còn nè. Mình coi thử ở phía trên có dấu đồ không. Ồ, trên thì không có gì luôn. Chắc trong tương lai mình sẽ quay trở lại đây và sử dụng cái đe này trong một số cái mục đích quan trọng, mình nghĩ là vậy. Tại vì không thể nào một cái vật phẩm nhìn xịn sò con bò như vậy mà lại không có tác dụng đúng không? Và cái bức tượng này thiệt luôn á, phải mình đem về được là chắc chắn mình sẽ mang về á. Quá là đẹp luôn. Rồi, tạm thời thì làm dấu cái chỗ này lại ha. Một thời điểm thích hợp nào đó thì mình sẽ quay trở lại sau. Giờ thì cưỡi Bone Knapper đi tiếp nè. Được á nhờ. Không tìm được trứng rồng mới nhưng mà tìm được công trình mới. Cũng im. Khá là tốt. Rồi. Bên đây thì lại có chỗ của một. Ô, có anh khổng lồ nữa. Ê, đằng kia giống Night Fury vậy. À không phải Night Fury, đó là Mi. Ở phía bên đây là tổ rồng gì đây? Chưa tổ rồng này như mới. Ý, đây là trứng rồng mới. Ôi con rồng này không giữ. Ai em ơi, né ra. Ngủ đi. Ôi con rồng này hung lắm. Nó bảo vệ tổ của nó. Nãy nó mới tấn công mình á. Nhìn cái mặt nó hung dữ chưa kìa. Khó chịu thiệt. Ta lợi ta mượn cái trứng dệt ấp giùm mà cũng hung dữ nó. Đợi mình xíu. Hung dữ thì cũng có cách khắc chế thôi.
Ơ kìa, nó văng cái trứng gọc. Ôi cái gì vậy? Xui thiệt. Trời ơi, mà đứng kế bên mà không hiểu sao cái trứng nó văng vô nhung nham luôn á. Trứng rồng nó không thuộc về mình rồi. Ý trời, không hiểu sao mình đứng kế bên mà nó cũng văng vô dung nham được, hay thiệt chứ. Mèn đét ơi, không có duyên rồi. Không hiểu luôn. Tới công chuyện thiệt chứ. Hơi nhỏ nha. Ôi rồi, đi tìm một cái chỗ trứng rồng khác thôi. Ui, ở đây có con rồng hoang dã nữa. Ôi, gặp mấy con rồng hoang dã này nên né ra một xíu. Bone Knapper, mình có mấy trái tim hả? Lại nó cà lửa một xíu là thành ha, khúc xương mà bị nướng chín luôn á. Rồi, tới vùng sa mạc nữa ta. Ê? Ủa, sao kim tự tháp gì ngộ vậy? Ồ, kim tự tháp mà màu đen đen. Ngồi xuống đi em, để mình vô đây mình coi thử. À, có 7, có 7. Trời ơi, trò mèo, mấy cái trò mèo này sao mà dụ được mình. Kinh nghiệm sập 7 nhiều lần mà. Dễ gì mà dụ được mình. Ủa, cái gì đây? Ủa, trời ơi, trên có con dung ăn thịt em Bone Knapper mình rồi. Trời à, lao toét thiệt. Ui, chuyện xui rủi anh không muốn em ơi. Em Bone Knapper bị cái con nào nó ăn thịt rồi. Đem lên mình trả thù cho Bone Knapper mới được. Cay thế nhờ. Rồng mình cưng như trứng vậy đó. Nó lúc nào ăn thịt rồi. Đâu mình nghe cái tiếng nó đâu ngoài này nè. Con nào ăn thịt? Em rồng của ta. Con nào? Ủa, nó đâu rồi? Nó ăn thịt em rồng mà sao nó chuồn đi đâu rồi? À, đây. Con này khốn kiếp thiệt. Con rồng mình đang ngủ say, mình nướng nó luộc. Ui, trời, nó lên nó cắn mình. Oh, no. Mình nướng hết nó luôn. Dám ăn thịt con rồng của ta, ta sẽ cho cái người trả giá. Trả giá đi. Kìa, nó mới ăn thịt con nào nó thay về tỏi nó cơ. Trời ơi, như nào? Thốn chưa? Lực hoa quả sẽ không chừa một ai đâu nha. Đừng có thấy em gồng ta gì mà ăn hiếp. Cay thiệt. Nhỏ ngủ mà cũng bị ăn thịt. Mình mà để cho hen. Rồng Bone Knapper thức dậy là mấy con đó tới công chuyện rồi. Hơi nhỏ. Úi, có thêm trứng rồng Bone Knapper nè. Để coi lần này có rớt xuống nhung nham không. Đó, hồi nãy rõ ràng đứng kế bên vậy đó mà nó rớt xuống nhung nham được, hay thiệt chứ. Không hiểu nổi luôn. Xui gì mà xui dữ không biết nữa. Trước giờ mình toàn đứng dậy mình lấy trứng rồng thôi mà đâu có rớt đâu, mà tự nhiên bữa nay xui rớt chứ. Rớt vô nhung nham luôn. Tới cũ kiệu rồi. Giờ thì Bone Knapper chứ hồi sinh nên là mình sẽ cởi em rồng khác đi. Này cởi em rồng nào cho ta. Nightmare bữa cứ gọi nè. Hello cứ gọi nè. Ăn gồ, đúng rồi, ăn gồ từ hổm gài. Mình ít khi cưỡi lắm. Mà ăn gồ ăn đồ ăn hơi hơi khó nha, bởi vì cũng hạn chế cưỡi. Ăn táo vàng với cà rốt vàng á, mất máu là không có cho hồi phục được. Ê, bên kia lại thêm một cái kim tự tháp nữa cơ. Ủa, cái ngày gì mà mình gặp quá trời kim tự tháp luôn. Cái này là kim tự tháp bằng đá cơ má. Rồi, em ở đây đi. Mình sẽ đi vô trong á. Trời, kim tự tháp này ghê nha. Nó lại văng bẫy tiếp cơ. Ui, có xu. Nguy hiểm. Có làm spawn luôn. Phá liền, không cho nó. À, nó còn có rương nữa. Wow, kim tự tháp này mới ghê á. Có sát. Ok. Bơm điện, được, bơm điện chút mình chọi chơi được á.
xong phanh. Giờ thì đi xuống dưới lượm đồ thôi. Nhưng mà mình né cái mấy cọng dây bẫy ra cái đó. Còn còn gì mình đứng ngay đây là gớt xuống không sao nè. Đó. Rồi mình sẽ cẩn thận mình. Mình đập mấy cái này, không thôi là nó kích hoạt lên chúng bẫy là chết á. Gậy, bơm, xương, hot bồ ta toe. Cái tên gì ngon. Hot bồ ta toe. Rồi, à, cái này có cuộn sách cho mình kiểu nhìn trong bóng tối á, nhưng mà mình không cần lắm. Cung. Ồ, cung vô hạn á, mình đã có cung vô hạn rồi. Không cần đâu. Còn gì khác không? Hết à. Chắc mình chủ yếu mình vô mình lấy mấy xương nhôm nham quá. Để có gì mình về mình chăm vô cái lò ấp trứng rồng ha. Rồi, giờ thì mình sẽ bắt cô đi lên. Vậy là nãy giờ gặp được hai cái kim tự tháp khác nhau rồi đó nha. Được thật sự. Bây giờ thì mình sẽ coi coi đằng kia có phải là cái tổ rồng không vậy. Mình thấy nó nhô nhô lên nghi quá. Ơ, Angle ngủ hả? Thôi thức dậy đi em ơi, chịu khó điên xíu đi. Lâu lâu ra đi khám phá chúng anh ngủ hoài. Rồi phía bên kia là hình như chỗ trứng rồng Playphonic. Ủa Playphonic chứ nhầm. Playphonic. Mình đã có một trứng rồng dư để nhà rồi ha, nên mình sẽ không ghé qua đó nữa đâu. Nè bên đây lại thêm một cái kim tự tháp đá nữa nè. Ờ tính ra cái vùng này nhiều kim tự tháp đá ghê luôn á. Cũng được. Nhưng mà bây giờ thì mình lại cần cái trứng rồng cuối cùng thôi, trứng rồng Falcon cuối cùng thôi. Ủa để mình coi cái gò đất này sao ngộ vậy? Sao nó nhô lên nhìn kỳ vậy ta? Có phải chỗ trứng rồng không vậy? Có đường vào không? À không phải, cái này cái hang rồi. Ui dưới có zombie, bay lên. Trời ơi, bây giờ zombie nó đi săn mình luôn, ghê thiệt. Ok, nhận các người đấy, ta nhận đấy. Tại vì đang trên đường tìm trứng rồng thôi. Quá trời làng nè, hôm nay mình gặp hai ngôi làng luôn. Có nên ghé xuống hỏi thăm sức khỏe mấy bác ấy không ta? Được á. Để mình xíu, mình ghé vô cái chỗ bác chân làng thợ rèn cái nè. Hỏi thăm sức khỏe bác. Ui, ui, con xương. À, dám bắn. Bắn gì? Lỡ trúng rồng người ta làm sao? Khốn kiếp thiệt. Rồng người ta ngọt. Ui, ui, trời, 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 bông lửa, bông lửa. Rồng người ta gì đó. Mà bắn. Ui. Ui ở đây có. Trời ơi anh Golem ơi, sao anh lại chơi đồ như vậy? Chơi một mình không có vui mấy không? Chơi chung nó mới vui nè. Đồ này bay quá. Trời ơi anh Golem đúng kiểu biết tận hưởng luôn á. Cái này là Golem lá cây ha. Rảnh rỗi làm gì? Anh Golem rảnh rỗi là đi chơi chơi bóng bay. Sợ thiệt. Ờ cái này có cái bánh ăn vô sẽ có cái bàn chế tạo trên người á. Ừ có khúc xương mình lượm. Còn này cái đe thì mình cũng lượm luôn. Đấy. Thôi bớt chơi lại đi nơi trời đất ơi. Ui ui chết. Mình đụng vô mình cũng bay giống ảnh à. Bớt lại đi. Anh có cài nghiện ngập lắm rồi đó. Rồi coi trong làng còn gì không ta. Hình như hết nhà bác hơi rèn rồi. Có một nhà bác hơi rèn thôi. Ừ đúng rồi quýnh đó. Đúng rồi. Hay lắm anh ơi. Trời ơi ui, trời. À không, cái này mình không biết nha, nó tự nổ nha, mình không có đụng gì vô nó nha. Chạy, không ai biết gì hết. Mình lỡ làm lũng cái nhà của bác dân làng rồi. Ui, em còn ngủ nữa, đi em ơi. Ui da, đi. Chun. Làm lũng nhà bác dân làng rồi chun lẻ thôi. Ở dưới là cái gì đây? Ở dưới là cái nhà bỏ hoang thôi hả? Ô. Hình như mình tìm được rồi. Đây rồi. Em ơi. Ngồi đây. Rồi, em ở đây đi nha. Ui, đây nguy hiểm nha. Rồi, con kia chơi nghịch dại rồi. Thôi xong, sai lầm tụi trẻ của cưng. Hết chuyện đi cà kể cái bông ăn thịt người. Kệ, bỏ qua cái chuyện đó đi. Giờ thì trước mặt mình, đó chính là hai em rồng pha kênh cuối cùng đó. Quá là đẹp luôn á. Nhưng mà đừng có tấn công chúng mình nha. Mình chỉ xin nhẹ cái trứng rồng thôi. Tuyệt vời. Quá im luôn. Lượm thêm ngọc lục bảo nữa. Quá sẽ đã. Ui cây em thật. Cây em thật.
cây ăn thịt người. Yes. Và trứng rồng đó tên là Folly Falcon ha. Yeah boy. Cuối cùng thì cũng có được cái trứng rồng này rồi. Đúng là ha, mất cái này thì sẽ được cái khác mà. Rồi bây giờ thì chắc tạm biệt hai em rồng đó thôi. Có công rất lớn cho mình một cái quả trứng ha. À, và hầu hết mình thấy trong bộ ba Falcon á thì không có em rồng nào mà hung dữ luôn. Mình lấy trứng rồng lúc nào cũng an toàn hết á. Được thiệt sự. Ủa rồi đâu rồi? Gồng Angle rồi, hình như ngủ chưa chạy ra đây hay sao á. À đây nè, đây nè nè. Đi mày. Cái vùng này hên như ta, thiệt luôn. Thích thật sự. Mình sẽ lượn thêm vài vòng nữa. Mình tin là một hồi mình kiểu gì mình cũng gặp thêm trứng rồng mới thôi. Đang hên mà, nãy giờ mình lụm mấy trứng rồng rồi. Ba trứng rồng rồi. Cố lên, cố lên. Trứng rồng thứ tư sẽ gần thôi. Ôi nhưng mà khúc này nó lót máu không kịp anh. Mình bay dữ quá, nó lót máu không kịp. Hình như mình tới một cái vùng đầm lầy hay sao nè. Mình thấy khá là giống đầm lầy ha. Ok, đi luôn. Ui, ui, đầm lầy có nhiều con chim. Ui, no, 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 no. Ui, mấy con chim không kịp. Oh, nó tấn công em rồng mình. Ui, nữa nè. Ghê quá à. Ui, cái vùng đầm lầy này nguy hiểm quá. Angle của mình suýt nữa thì đi rồi. Không được, không được, không được, không được, không được. Angle yếu máu rồi, mình chưa có hồi phục được nên mình sẽ không cho Angle đi tiếp đâu. Nghỉ ngơi đi em. Mình sẽ kêu một em rồng khác trâu hơn á. Chắc mình sẽ kêu Mi thôi, tại vì Mi hiện tại đó. À không, Ace, Ace với Bertarit đều đã 100 rồi. Mình sẽ cưỡi Bertarit đi ha. Hôm nay mình chưa có cưỡi Bertarit đi khám phá một chuyến nào ra hồn hết á. Bertarit cấp 100 nên máu cũng tương đối nhiều rồi. Dẫn mà đi thôi. Ở đây còn có công trình gì nữa nè. Tấp vô liền. Gặp công trình là tấp vô liền. Ồ, ở đây có những con ếch. Ui, what? Hình như ếch này có độc không vậy? Tại ui, mình biết ngay mà. Tại vì mấy con ếch mà nó có nhiều màu là thường là mấy con ếch độc ấy. Nguy hiểm thiệt. Vậy là đây là ngôi đền ếch rồi. Ui da. Ừ, mình có cái này. Cái cuốn sách này nó sẽ cho phép mình học được khả năng, đó chính là miễn nhiễm với những cái hiệu ứng bất lợi nè. Mình sẽ học luôn. Đó. Purification cấp độ 2 á. Để bây giờ mình sẽ thử coi con ếch đánh mình có trúng độc không. Đó, mình hết trúng độc rồi nè. Yeah. Miễn nhiễm với độc rồi nha. Đừng có nhờn. Ếch độc tiêu diệt luôn. Ghê thiệt. Và đây là cái cửa. Đây là cửa công trình ếch. Hình như là phải có chìa khóa mới mở được á. Vậy là mình phải có cái chìa khóa mới mở cái cửa này được hay sao này? Tại vì cái cửa này hiện tại mình không mở được. Nè, mình không vô được nè. Chính xác rồi. Vậy là hôm trước á, mình có những cái chìa khóa, không biết là mình có dùng trong cái công trình này được không nha. Nghi lắm. Hôm nay mình đã gặp được hai công trình bí ẩn rồi đó. Một là cái ngôi đền Night Fury. Thứ hai là ngôi đền ếch nè. Được nha, phải lưu lại mới được. Lại thêm một chỗ cần phải lưu rồi. Hôm nay là một chuyến đi mà rất là nhiều thứ mới mẻ luôn. Và lần đầu tiên mình gặp rồng hai đầu này. Ồ, liệu rằng có cái tổ rồng hai đầu ở gần đây không nhờ. Ừ, được ấy. Mình chưa sở hữu em rồng nào mà có hai đầu hết. Tò mò nha. Rồi lượn lượn đây coi có phải tổ rồng không. Không phải tổ rồng. Giờ mình gặp cái nào mình cũng nghi có tổ rồng hết. Chết rồi. Gớt này. Bay lên em ơi. Cưỡi rồng cái điều phải cẩn thận nhất là đừng để gớt xuống nước nha. Gớt xuống nước là cũng như là gớt nài luôn đó. Đây, vô đây em. Bay vô. Đúng rồi. Trời ơi, Bertarit bay có vẻ thông thả vậy. Bay đúng kiểu từ từ luôn á. À, đi em. Nhưng mà điểm mạnh của Bertarit không phải là tốc độ rồi. Mình cưỡi, mình cảm thấy là bay không được nhanh cho lắm á. Mà không sao, ngầu là được em. Ngầu là được. Rồi, qua vùng này thử.
Ôi dùng này có con gì vậy? Ui đây là lò rồng mới. Ui lò rồng này nhìn thấy ghê lắm. Tạm thời thì bờ ta đích đáp trên này đi. Rồi ngồi yên đi nha, đừng đi tầm bậy nha. Để mình coi coi trước mặt mình là lò rồng gì đã. Lần đầu mình gặp luôn. Kìa. Ui đâu cái gì? Trời. Con mười mấy ông pháp sư này để tạo ra cái chìa khóa mà thôi, mình bỏ qua ông đó đi, mình lo rộng trước. Ui nhìn nó ghê quá hả, nhìn răng nanh nó kìa, cái trứng nó giấu tuốt con rộng sao vô tha. Con rồng này tên là Skrill. Con rồng này tên Skrill á. Ừ nó không thấy mình. Mình đang quá, đang ẩn mình rồi. Đi nhẹ nói khẽ. Đi nhẹ nói khẽ, không ai thấy mình hết. Đúng rồi, đi đây. Trứng rồng là của mình. Trứng rồng đó. Ui, trời, con này nó còn giấu kim cương trong tổ nữa nè. Ý. Nó không biết luôn kìa. Trời, kỹ thuật đi. đi chôm trứng rồng của mình lên tầm cao mới rồi. Rồi giờ mình sẽ cẩn thận hơn á. Rút kinh nghiệm lần trước là mình không thể để mất trứng rồng này nữa. Mình sẽ lấy những cái quặng kim cương này. Sau đó lấy luôn cái trứng rồng. Nhưng mà mình cần phải vứt một thứ gì đó. Cái gì mình vứt à, sắt vứt được nè. Nào vứt được thì mình sẽ vứt ha. Xong lấy trứng rồng thôi. Trứng rồng Skrill. Yeah, 4 trứng rồng. Hôm nay lại là một ngày đại bội thu của mình rồi. Và bây giờ đi ra nữa. Đi ra thì mình sẽ không đi chậm đâu, mình sẽ đi nhanh. Ê, khoan. Bờ tê rít có chân. Ui no. Chạy đi, nó tấn công bây giờ. Chạy đi. Chạy. Nó nổi giận rồi. Mà hên con đó nó bắn, nó bị cận hay sao, nó bắn phục lắc không hả? Ui, hên. Sao mà đỡ được. Ui giời ơi. Hên nha em. Nó mà hay ngắm chuẩn là nãy giờ em đi rồi đó. Tại vì con, với những con rồng mà cấp 100 như vậy thì đòn đánh của nó rất là nguy hiểm á. Nó vẫn có thể one hit những cái em rồng khác nên mình phải thật là cẩn thận. Trở về sau chiến khám phá đại bội thu thì mình cần phải cất những sô lava trước nè. Khoáng sản nấu lên luôn. Đây, nấu ngọc lục bảo ra cái thứ. Kiếm thêm. Mình lại có thêm đe rồi, không ra mình tính ra đe mình toàn lụm trong... Ôi không, mượn. Mượn trong mấy bác dân làng mà, đỡ tốn kém ha. Rồi, giờ mình sẽ gom xương để làm một cái thứ mà những em rồng nhỏ rất là khoái nè. Đó chính là thức ăn ha. Sẽ gom thật là nhiều để mình làm cho xong luôn. Ray Run Treat. Sẽ làm thật là nhiều ha. Đây. Ừ, mở bàn chế tạo rồi đó. Hết luôn. Và hiện tại thì mình còn bao nhiêu ta? Nếu mà bỏ phụng hoàng xanh ra đi, phụng hoàng xanh mình sẽ cho lớn sau một ngày nữa. Tại vì cái tội mà đánh Light Fury á, mình vẫn còn giận cái tội đó nên không cho ăn bữa nay đâu. Mai mới cho ăn. Giận rồi. Giờ mình sẽ ưu tiên cho bờ tê ray nè. Đó. Cũng như là rồng gai ha. Đây là hai em rồng còn khá là bé luôn. Nên mình muốn cho hai em này mau lớn trước. Rồi. Úi. Rồng gai mới cấp 1 hả? Thật nghiệp vậy. Ừ còn rồng cà len nữa nè. Hôm qua rồng cà len ấp xong mình chưa kịp lấy ra nữa. Đây. Rồng cà len. Cà len. Đó. Ồ đây là cà len bình thường. Ui và cà len có thể ăn kim cương luôn nha. Trời ui. Tốn kém thiệt á. Kim cương à. Nuôi em này chắc nghèo luôn quá. Rồi giờ thì mình sẽ cho bờ tê ray lớn trước ha. Bờ tê ray hiện tại cấp 13 rồi. Để mình coi cấp bao nhiêu là mình có thể cưỡi. Ủa sao chưa ăn được. What? Thức em ơi. Thức đi. Gì đây. Sao không cho ăn được. Không cho bờ tê ray ăn được. Lại nào. Chắc có vẻ là nãy nó bị lắc một xíu thôi. Giờ thì mình sẽ thử cho ăn lại ha. Coi được hay chưa. Đó bây giờ chạy lại có vẻ. Đấy giờ có vẻ cho ăn được rồi. Bờ tê ray mau lớn đi em. Bờ tê ray ăn lia lịa luôn. Rồi thử lên cấp 25 coi.
Ủa, cấp 25 nhìn nó gai góc hơn rồi nè. Nhưng mà có vẻ vẫn chưa cửa được. Ừ, lên cấp 30 coi. 30. He hates learning to fly. Cần phải học bay hả? Học tiếp đi. Ôi, ý, bay được rồi nè. Yeah. Ăn thêm một phần ăn nữa là tầm cấp 31 thôi là bờ tê ray đã có thể bay được rồi. Và bờ tê ray thì có vẻ sở hữu những đặc tính của rồng bờ tê rít nhiều hơn á, như đòn tấn công nè, vẫn là quả cầu hiệu ứng băng tuyết á, phun ra lửa thì cũng là lửa xanh luôn. Ồ, ok, cũng được đi. Rồi, tạm thời thì sẽ cho bờ tê ray ở đây. Rồi, ngồi yên đó đi nha. Giờ tới gồng gồng gai nè. Gồng gai hôm qua chưa có được ăn nên hôm nay mình sẽ cho ăn nhiều nhiều một xíu. Đây, cho ăn khi nào lớn. Ôi, cưỡi được thì thôi. Cấp 2 nè. Ui, bờ tê ray. Ủa gì, gồng gai lớn nhanh lắm nha. Cái mồi này lại có thêm một thành viên rồng mà có kích thước tăng trưởng hơi bị dữ nè. Nhìn sơ qua thấy gồng gai lớn nhanh lắm á. 13 rồi nè. 20 rồi nè. 25 coi cưỡi được chưa nha. 25 nè. 25. Ui, 25 là mọc thêm nhiều gai với lại đổi màu luôn rồi. Ui, cưỡi được luôn. Dễ thương ghê á. Nhưng mà có điều hơi nhiều gai xíu thôi. Ú nào nút y gan gồng răng cò vậy á. Đây mình sẽ lên cho ngồi cạnh cái răng cò là thấy như cặp bà chồng luôn á. Ơ đâu rồi, răng cò đâu rồi ta? Răng cò đi đâu mất tiêu rồi. Đây mình sẽ kêu răng cò ra cái. Ôi trời ơi, bài mình gất cái bẹp luôn cả. Răng cò, ra đi em. Cái này nhìn sơ qua, ví dụ em này mà không có gai mà có mấy cái gù gù lên giống gì là tưởng hai anh em không á. Ú nào nút giống nhau à. Sợ thiệt rồi, để hai anh em đó ở đó đi. Mình sẽ xuống dưới cho tiếp em rồng cà lan ăn ha. Mình còn bao nhiêu phần ăn ta? 16 thì không đủ rồi. Ok, tạm thời cho cà lan ăn trước đi. 16 phần ăn thì cũng tương đối nhiều á. Đây, lên trước cấp 17 đi ha. Mình sẽ vô trong, mình còn một chút xương ở trong kho hay sao á. Làm nốt luôn cho cà lan ăn. Đây, Raiden Treat. Rồi, hy vọng là nhiêu đây đủ để cờ lan trưởng thành và mình có thể cưỡi ha. Đây, cố lên. Cấp 25 chuẩn bị nè. Ui, cấp 25 mà có vẻ không thay đổi nhiều lắm, chỉ thay đổi màu mắt thôi à. À, và mình có thể cưỡi luôn rồi ha. Yeah, tuyệt vời á. Nuôi rất là mau cưỡi luôn. Được thiệt sự. Rồi, và cà lan thì mình cũng sẽ cho ở trên này. Đấy, ở đây chung với những anh em rồng khác đi. Mấy em rồng kia thì hình như có vẻ là đi phượt hết trơn rồi, mình phải triệu hồi ra thì mới xuất hiện. Đó, đi phượt đâu không biết nữa mình. Ui, trời ơi, con zombie bay này. Người ta ngủ mà lại gần. Làm mấy em rồng giật mình. Khốn kiếp thiệt. Thôi, mình sẽ đi xuống dưới để tiến hành xử lý nốt mấy cái trứng mà mình tìm được trong ngày hôm nay cái đó. Tại vì hôm nay mình tìm thêm được một cái trứng rồng Falcon cuối cùng là Folly Falcon á. Mình sẽ thử up bằng cái máy này coi. Ôi, up được luôn nè. Vậy là trứng Folly Falcon chạy bằng máy up trứng rồng chạy bằng nước ha. Ok, được. Cho thêm nước luôn. Nhưng đó nước chắc là đủ rồi đó. Và trong lúc chờ đợi thì mình sẽ tiến hành mình nâng cái máy áp trứng rồng chạy bằng nhung nham lên đó. Mình còn một cấp nữa. Để mình coi hắc kim thạch. Còn đây mình sẽ lấy ra 8 cục thì phải. Đúng không ta? Ờ đúng rồi, 8 cục với một xô nhung nham. Là mình sẽ nâng lên được cái để mình coi nào. Đây cái đầu tiên, cái tier 1. Rồi tier 1 mình muốn nâng lên tier 2 là mình sẽ cần có sắt. Ôi chết rồi, sắt mình không có để bên đây à. Qua bên đây. Qua đây là vừa đủ luôn á. Sắt là cần 8 ha. Đây mình sẽ nâng lên cái tier 2 ha. Tier 2. Nè tier 2. Rồi tier 2 mình sẽ nâng lên tier 3.
tài 3 là mình sẽ cần Mana Infuse Ingot. Cái này thì mình cũng có luôn, 8 cái. Ui cái gì đây, cái gì tấn công đây? No 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 no. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Cái gì đây? Trời ơi, lâu lâu mình cũng phải can nha mấy em rồng này, nhiều khi anh em nhau quất nhau luôn á, không chừng á. Mấy em này tính nóng lắm, tính nóng như kem vậy. Rồi mình sẽ nâng lên Tire T ha. Rồi Tire T mình sẽ nâng lên Tire 4. Tire 4 là mình sẽ cần vàng. Ok. Tire 4. Đây. Và cuối cùng là Tire 5. Tire 5 là cần kim cương. Đấy, là xong rồi đó. Rồi giờ mình sẽ nâng lên cái map trứng rồng xịn nhất. Chạy bằng nhung nham ha. Đây, nâng lên nè. Bùm. Tèn tèn. Quá xa đã luôn. Ủa nhưng mà nãy tiếc nha. Cái này nâng lên là nó sẽ mất luôn nhung nham á. Khá là ổn luôn. Thôi kệ sao, nhung nham mình có thể đi múc thêm được mày. Giờ thì mình sẽ coi coi có trứng rồng nào chạy bằng máy ấp này không nè. Mình có trứng rồng grill nè. Screw. Mình sẽ thử cho vô đây coi coi nó có chạy được hay không nha. Ồ được được được. Tốt tốt. Giờ mình sẽ ấp luôn trứng rồng screw đi. Đấy, cho nó ấp đi ha. Đây, chạy vô. Tên tên. Trời thì trời, chờ đợi thôi. Và trứng rồng Polyfalcon đã ấp xong rồi. Ui, ấp nhanh vậy. Đúng là cái máy ấp cấp 5 có khác ấp núm nhanh luôn. Và mình sẽ cho em rồng Falcon cuối cùng này chào đời luôn á. Ở đây. Polyfalcon, Poly Falcon. Falcon. Đó, xuất hiện. Ui giời ơi, đúng đẹp luôn. Em này thì ăn trái cây các thứ ha. Ê, 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 đi đâu vậy, đi đâu vậy? Mình biết định đi đâu đó. Định đi chơi với cái con quái vật đấy. Trời ơi, em này có vẻ khá là chiến đấu đây. Mình thấy nó chạy ten ten lại chỗ mấy con quái là mình nghi rồi. Nhỏ đừng có sung quá. Đây, cho ăn nè. Lớn lên rồi muốn sung cỡ nào cũng được. Còn nhỏ quá chạy sung rồi. Rồi, cho ăn sạch luôn. Đấy, cho lên trước cấp 16 đi nha. Mai cho em lên cấp tiếp theo. Nói chung thì những em Falcon thì có cái nét nét gì đó giống những con chim á. Đó, nhất là cái đầu nè. Nhìn rất là giống chim luôn. Rồi em rồng này thì có cái nét gì đó kiểu như liên quan tới rừng rậm á. Lá cây các thứ á. Ok, khá là đẹp đấy. Rồi, còn tới trứng rồng Skrill thì có vẻ là đang ấp ha. Khá là lâu để ấp xong đây. Và mình sẽ mở nốt cái rương luôn. Tại vì mình có được trong chuyến khám phá này. Một cây cúp vàng. Ồ, nhưng mà cái mining của nó có 6 chấm thôi. Tức là nó rất là chậm luôn á. Mining tầm 20 chấm thì may ra nó mới nhanh được. Khá là chậm á. Tưởng đâu xịn thì mình sẽ thay thế cho cúp kim cương luôn. Còn không thì thôi. Nói chung thì trong chuyến khám phá ngày hôm nay, bội thu nhất chắc là mình tìm được cái ngôi đền Haifuri nè. Chứ cũng như là ngôi đền ếch thôi. Và cũng như là hai trứng rồng mới này nữa. Mong rằng chuyến khám phá sau thì mình sẽ sớm tìm được Haifuri, chứ không phải là một ngôi đền giống như ngày hôm nay á. Tức ghê luôn á. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.